Chào bạn. Đây là Quincy. Quincy buổi sáng. Lúc này mặt trời đã lên trên 120 độ. Trời hôm nay dần rũ mây. Buổi sáng tôi ra sau vườn tìm những ý tưởng để thực hiện câu chuyện kể của mình. Sáng nay tôi sẽ nói về vai trò của ngũ vị liên quan đến ngũ tạng trong bản thể của chúng ta. Luận về mùi vị, Đông y cho rằng ngũ vị gồm có mặn, ngọt, chua, đắng, cay theo thứ tự đối ứng với ngũ tạng trong cái cơ thể của mỗi người đều có tác dụng của nó. Nếu ta biết khéo léo vận dụng, có thể khiến cho sức khỏe của mình được thăng hoa. Trong sách cổ điển của Trung y Hoàng Đế Nội Kinh có viết: ngũ vị sở nhập chua nhập can, can nhập phế, đắng nhập tâm, mặn nhập thận, ngọt nhập tỳ. Mà trong Bành Tổ Nhiếp Sinh Dưỡng Tính Luận nhấn mạnh ngũ vị không được thiên lệch, chua nhiều thì làm tổn thương tỳ, đắng nhiều thì tổn thương phế, cay nhiều thì tổn thương can, ngọt nhiều thì tổn thương thận, mặn nhiều thì tổn thương tâm. Do vậy, ngũ vị liều lượng phải tương hợp, nó mới có tác dụng bổ ích. Nếu mất cân bằng thì sẽ gây tổn thương cho ngũ tạng. Thứ nhất, đắng nhiều sẽ làm tổn thương phế, tức là phổi. Vị đắng ví như ăn mướp đắng, ăn tâm sen có ích cho tâm, có thể thanh nhiệt, đã quả trị chứng mất ngủ, bồn chồn do tâm quả vượng. Nhưng đắng nhiều thì lại có thể tổn thương phế, đắng quá độ có thể tạo thành tâm quả quá vượng mà khắc chế phế khí. Do đó khi chúng ta ăn vào quá nhiều đồ mà có vị đắng thì có thể tổn thương chức năng phế. Mà phế thì chủ về bì, tức là da, mao là lông tóc. Ăn vị đắng quá nhiều, da có thể mất đi độ bóng, da sẽ khô và lông tóc dễ bị rụng. Nếu bạn là người biểu hiện phế khí hư, dễ cảm mạo, ho có đờm, cần hạn chế thức ăn vị đắng. Cay
cay nhiều sẽ tổn thương đến can, tức là gan. Cay vào phế, thường ăn thực phẩm vị cay như hành, gừng, tỏi có thể phát tán phong hàn, hành khí chỉ thống, có ích tuyên tiết phế khí, phòng ngừa ngoại và phạm phế. Nhưng cay nhiều thì dễ làm tổn thương can. Ăn quá nhiều thực phẩm vị cay dễ dẫn tới phế phí, thiên thắng khắc phạt tạng can. Có nghĩa là ăn nhiều cay thì co vấp mà móng thì khô, can tàn huyết, chủ can chủ cân. Vị cay quá nhiều có thể dẫn tới sự đàn hồi của gân bị giảm, huyết không đến được đầu móng thì móng dễ bị giòn, dễ gãy, cũng có thể ảnh hưởng huyết dịch lưu thông. Do đó người bị triệu chứng can hư thường xuyên bị gián đầu, hoa mắt, sắc mặt nhợt nhạt, ít nên ăn cay. Ba, chua nhiều sẽ làm tổn thương tỳ. Vị chua có thể bổ can, ví dụ như là ăn mơ, sơn trà, cam, vốn có tác dụng thu liễm, cố sáp, có thể khắc chế can quả, bổ can âm. Nhưng cam chua thì lại làm tổn thương tỳ. Nhiều thực phẩm chua quá có thể dẫn tới can khí vượng, khắc phạm tỳ vị, dẫn đến chức năng tỳ vì mất điều hòa. Ăn nhiều chua, thịt chai, da nhăn, môi khô. Tỳ chủ cơ nhục, vinh nhuận ra môi, do đó người triệu chứng tỳ hư chắc chắn tiêu hóa không tốt, ăn xong bụng trướng, đại tiện nát, nói tiếng bé khẽ khó nghe. Cần chú ý ít ăn đồ chua. Bốn, mặn nhiều thương tâm. Vị mặn có thể bổ thận. Thực phẩm vị mặn là chỉ những thực phẩm tươi mặn trong tự nhiên như là rong biển, hải tảo, tảo bẹ, cua, tôm, mà không phải là ăn nhiều muối. Chúng tương thông với thận khí, có thể tự dưỡng thận tinh, nhuyễn kiên tan kết. Nhưng mặn nhiều thì sẽ thương tâm. Ăn nhiều mặn thì mạch ngưng trệ mà biến sắc. Tâm thì chủ huyết, chức năng đó mà không đủ có thể làm cho huyết mạch ngưng tụ, sắc mặt chuyển đen. Vị mặn ăn nhiều có thể tạo thành thận khí quá thịnh mà khắc chế tâm, tổn thương chức năng của tim. Người có vấn đề như hồi hộp, đoản khí,
đau tức ngực, nhất định phải ăn ít mặn. Năm, ngọt nhiều thì tổn thương thận. Vị ngọt có thể bổ tùy thực phẩm vị ngọt như là hoài sơn, củ mài, hay là bí ngô, hay là cơm, hay là khoai lang, là bổ dưỡng khí huyết, trợ thủ điều hòa tỳ vị. Nhưng ngọt nhiều cũng làm tổn thương thận. Ăn nhiều đồ ngọt có thể dẫn tới tỳ khí thiên thắng, khắc phạt tạng thận. Nghĩa là ăn nhiều ngọt thì xương đau, mà tóc thì rụng. Thận chủ cốt tàn tinh, vinh nhuận ra tóc. Do đó đồ ngọt nếu ăn nhiều thì có thể đầu tóc mất đi độ bóng, tóc rụng. Người triệu chứng thận hư thường xuyên bị đau lưng, mỏi gối, ù tai, điếc tai, cần phải khống chế lượng độ ngọt ăn vào cơ thể. Đó là lý luận của Đông y về tương quan của ngũ vị với ngũ tạng trong cơ thể của chúng ta. Ta phải nhớ, đắng mà ăn nhiều thì sẽ tổn thương đến phổi và phế. Cay mà ăn nhiều thì sẽ tổn thương đến gan, tức là can. Chua mà ta ăn nhiều thì sẽ tổn thương đến tỳ. 4. Mặn, nếu ta ăn nhiều thì sẽ tổn thương đến tâm. 5. Ngọt, nếu ta ăn nhiều thì sẽ tổn thương đến thận. Đó là tương tác hữu cơ giữa ngũ vị với ngũ tạng. Cứ mỗi buổi sáng thì tôi lại đi tìm ý săn hình và dùng thuật kể chuyện để tạo ra những câu chuyện kể. Với tôi đó là niềm vui, với tôi đó cũng là một hình thức sáng tác của thời đại mới. Đến đây nói câu quen miệng, Nguyên Xì chào bạn, hẹn gặp lại.